trên bảo hà. Cú tiên say cảnh thần tiên trên bảo hà. Người mở sách ra thấy
tương quý, hoàng về hoàng say một tim với anh đời. Ông mới khuyên ai giữ cho trong đạo làm người đi lễ Phật lấy chữ gì ta. Hoàng tấu qua quan Nam Thao, cùng nghệ quan bắt đầu số mệnh trần gian. Lão Âu chết hiền, họ nguyện thế ông tâm lễ đức thảo hiền. Cố nhân tính đức chép biên cho gió. Còn bao nhiêu kẻ ta bạc bao được hai người rồi, chẳng là trước khi người sống lỗi nhầm thì còn có xa chi đâu, sở nguyện hoàn cho được như ý, giờ cầu được mong cầm cân lấy mực, hoàng lấy chữ tội chữ phúc mà cân, đừng có khoe giọt lệ vẹn muôn phần lệ cây đức thời tươi tốt hoàng cân xa cho mời khuyên ai trở vinh những kẻ công an cây đức thời mà cứ tốt lòng cho vẻ vang sau này. Nghe ông bày khuyên, nghe lời ông khuyên ban cho đức tay sạch hết cuộc trần thành cao rồi lại vươn vân họ nguyện con thanh ta chính thương thương ít treo cao sang ngọc chữ thương ít treo cao sang ngọc từ đức ý nhân nghi họ nguyên kế ông nghi bạn lấy đâu quỳ bảo hạ xin ông hoàng bày đồ chỉ mặc chữ đức. Trần say cũng luyện, không say hồn cũng tục này. Khoảng trời đất dọc ngang ngang dọc đường tàn bồng ngờ bay trả trả bay trái can khôn buôn đứng vẹn tay khó vô tận không say. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thương cuộc siêu siêu vui thế vì ai thời đã biết dần ai chi tình có ai lòng trang sinh lúc đêm xuân nghe tiếng sao vi vu gió dùng mây vần cho bỏ lúc tan bồng cùng non nước gió xuân thổi hương bay ngào ngạt vẳng cung đàn câu hát diễn ngôn tài tình hỡi tài tình hỡi khách thiên nhân thank you.
Thank you.
quan hoàng thập và đang du xuân trên ngàn. Thung dung đứng tựa thanh hoàng, xa nghe tiếng hát mà tiếng đàn thung reo. Nhìn lên tỉnh núi chân nèo, xuôi trong nước chảy chúc reo quanh sườn. Xa xa hoang hoàng mùi hương, không bằng một khóm xạ hương hầu bận. Sáng hương thích mà trong gần, ngắm hoang hàng hàng tận yên tận bước xa. Bắt đi thì bắt đi hầm trời tươi đẹp nắng thay, nhìn xem cánh ấy lòng bày hoàng mến yêu. Trăng hoa đua nở trong chiều, hạ anh đường đua nở đón quan hoàng là văn minh. Ông mười là tài tử văn nhân, bước vô trong đồng tay lần tiểu đồng mà đón ta xa mời, mời ông vô phụ hoàng ngồi bình. Gió lay xịt bức mảnh thơ, mảnh đưa đường hoàng tử băng rừng, băng rừng hoàng tử quân đi chúc chén rượu đào. Sơn nhất tuần xa ra lên đền ngọc, kính vua kính mẫu cán vũ đấng mời, là mời giữa quan hoàng mười xơi, các cụ đấng mời giữa quan hoàng. Ông hiến càng rồi, tam tuần chung ra lên đền ngọc, kính vua kính mẫu càng cố nâng mời, là mời giúp mọi người xuôi, các cô nâng mời cô là mời giúp quan hoàng. Kiếp ngày đầu xuân hôm nay, họ nguyện con lại giữa ông mừng.
đồn quan hoang về giáng đình giáng phủ. Ông ơi về chứng tâm tiếp lộc cho đồng. Ông ơi về chứng tâm kiếp lộc cho đông, hoàng đô cho họ nguyện ghế ông câu lên ước được, hoàng đô cho gia chúc được thuận hòa. Thời ba năm buổi kia con mặn, mà gừng đã cay thì chín tháng gừng vẫn còn cay. Họ nguyện ghế ông dày, dù có xa xôi từ trong sự nghề, hoàng ngồi cùng về bản đền đây, ông ngự núi có đâu băng hồng lịch hồng xa, không xanh cũng được là nam, mà không thiên cũng thể đến ngồi đền thờ hoang mười khói tỏ bay bay, hoa nở hay hay đêm ngày được chảy. Từ ma chỉ bay mà hết thay thu đông, bắc nam con về mãi yên đền ông. Người đi mà ngờ như nước sông sông Lam
thắp một tuần nhang tưởng người anh kia. Hương xưa lấp liệt văn võ Hoàng mười yêu được thương dân gìn giữ sơn hà cho dân nó và để cho nước nhà được bình. Thank you.
long lanh, núi không soi bóng sông lam, tiếng chim ca hòa trong gió, gió reo rộn ràng. Về Nghệ An thấy lòng xuống sang, nghe danh thơm tiếng quan họ lừng vang, xin cúi đầu thắp một tấm con xuôi ngược theo đông đường tây, bước chân đi con hoang đưa lối dắt anh tìm đường. Dù giặc nam có nhọc buồn ai nhất tâm con hoang vai, lương bóng hoàng sẽ được. Tiên viết câu thơ thần tâm hoạt nhà bước chân xa. Ngày nay bên lầu hai ngàn tiên nữ thướt tha yêu kiều,